Do ảnh hưởng mưa lớn kéo dài, những ngày qua tại Quảng Nam, Hà Tĩnh, Quảng Ngãi xảy ra sạt lở nghiêm trọng. Theo ghi nhận, tại Hà Tĩnh, mưa lớn kéo dài, nước chảy mạnh khiến đường Hải Thượng Lãng Ông qua địa bàn tổ dân phố 5, thị trấn Vũ Quang bị sạt lở kéo dài khoảng 20m, rộng gần 4m, sâu khoảng 6-7m. Ước có gần 100 mét khối đất đá nền nhựa mặt đường bị sạt lở, sập cuốn trôi. Hiện tình trạng sạt lở vẫn tiếp tục lan rộng và khoét hầm ếch sâu vào lòng đường. Tại Quảng Nam, nước từ thượng nguồn đổ về những ngày qua khiến nhiều điểm trên bờ sông Vu Gia qua xã Đại Cường, huyện Đại Lộc bị sạt lở nghiêm trọng, đe dọa chia cắt tuyến đường độc đạo dẫn vào khu vực có 200 hộ dân sinh sống. Nhiều vị trí sạt lở chỉ cách nhà ở người dân khoảng hơn 100 mét. Còn tại Quảng Ngãi, vào khoảng 4 giờ 20 phút ngày 14 tháng 11, ngọn núi phía sau nhà bà Đỗ Thị Yến Nhi ở thôn Làng Mạ, xã Ba Tô, huyện Ba Tơ bị sạt lở đất và làm sập tường nhà bà Nhi với chiều rộng 6m, chiều cao 4m, kéo theo bùn đất cuốn trôi vào bên trong lênh láng. Do phát hiện kịp thời nên gia đình bà Nhi chạy kịp nên không ảnh hưởng đến tính mạng. Ủy ban Nhân dân xã Ba Tô cũng đã di dời hai hộ dân ở cùng thôn Làng Mạ đến nơi an toàn. Trong sáng 14 tháng 11, Sở Giao thông Vận tải tỉnh Quảng Ngãi xử lý thông đường tại đoạn sạt lở trên tuyến đường DT626, khu vực dân cư Đồi Gu ở thị trấn Di Lăng, huyện Sơn Hà, cũng như tuyến đường Di Lăng đi Trà Trung. Tại xã Trà Giang, huyện Trà Bồng có tình trạng đất đá bị trượt xuống đường và cống thoát nước bị tắc dòng chảy. Tại huyện Minh Long, tuyến DT628 Thanh An – Long Môn bị sạt lở ở điểm đèo Long Môn. Mưa lũ cũng làm các tuyến đường giao thông nông thôn tại huyện Sơn Tây bị sạt lở cục bộ, ách tắc giao thông. Các tuyến đường giao thông tại các xã Sơn Trung, Sơn Bao, thị trấn Di Lăng, huyện Sơn Hà bị sạt lở cục bộ. Đồng thời, một số tuyến đường giao thông nông thôn tại xã Bình Hiệp, huyện Bình Sơn bị ngập khoảng 0,2 mét. Thời gian gần đây trên mạng xã hội TikTok, YouTube, Facebook, một người đàn ông tự xưng là giáo sư bác sĩ Hà Duy Thọ thường xuyên đăng tải các clip về ung thư, kiến thức về dinh dưỡng khiến nhiều người lầm tưởng. Ngày 14 tháng 11, Thanh tra Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh cho biết vừa phối hợp với Phòng Y tế quận Phú Nhuận, Ủy ban Nhân dân phường 9 và Công an phường 9 quận Phú Nhuận kiểm tra đột xuất căn nhà số 671/15 Nguyễn Kiệm, phường 9 quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh, chính là địa điểm quảng cáo trên mạng xã hội về tư vấn điều trị ung thư. Tại thời điểm kiểm tra, đoàn ghi nhận căn nhà được sử dụng làm nơi hành nghề khám chữa bệnh không phép của ông Hà Duy Thọ và bà Đặng Thị Tuyết Thu, vợ của ông Thọ. Căn nhà không treo biển hiệu, có mở cửa hoạt động, có người bệnh đến khám chữa bệnh, không niêm yết giá dịch vụ khám chữa bệnh, không có sổ cập nhật, không có hồ sơ bệnh án ngoại trú của người bệnh. Tại bàn khám tư vấn, đoàn kiểm tra phát hiện có phiếu khấn nguyện trước khi ăn, phiếu phương pháp Osawa, công thức số 6, công thức số 7, phương pháp thực dưỡng, có ghi thông tin bác sĩ Hà Duy Thọ. Tuy nhiên, ông Thọ không đưa ra được bằng cấp và chứng chỉ hành nghề khám chữa bệnh ở thời điểm kiểm tra. Bà Đặng Thị Tuyết Thu cung cấp cho đoàn kiểm tra chứng chỉ hành nghề khám chữa bệnh bằng y học cổ truyền do Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh cấp ngày 8 tháng 11 năm 2022. Thanh tra sở đề nghị ông Thọ và bà Thu ngừng ngay hoạt động khám chữa bệnh, bán các sản phẩm không rõ nguồn gốc khi chưa có giấy phép hoạt động, ngừng ngay quảng cáo liên quan hoạt động khám chữa bệnh khi chưa có giấy phép và chưa có hồ sơ xác nhận nội dung quảng cáo theo quy định. Chiều 14 tháng 11, Cảng Hàng không Quốc tế Đà Nẵng cho biết đơn vị chức năng đã kịp thời xử lý sự cố động vật chạy vào sân bay. Cụ thể, khoảng 14 giờ 58 phút ngày 13 tháng 11, trực ban điều hành thông báo phát hiện có một con chó tại khu vực vị trí đổ số 4 và số 5 của sân bay Đà Nẵng. Ngay lập tức, trực ban Cảng Hàng không Quốc tế Đà Nẵng đã thông báo cho đội vệ sinh môi trường và an ninh khu bay phối hợp xua đuổi và nhanh chóng bắt giữ lại. Sau 19 phút hủy hạ cánh và bay chờ, chuyến bay VN173 đã hạ cánh an toàn xuống sân bay Đà Nẵng lúc 15 giờ 36 phút. Chiều 14 tháng 11, ông Ngô Đình Thiện, bí thư huyện ủy Tây Hòa, tỉnh Phú Yên xác nhận ở địa bàn xã Hòa Phú vừa xảy ra vụ đuối nước khiến 4 học sinh mất tích. Trước đó, lúc 14 giờ 15 phút cùng ngày, một số em học sinh lớp 5C trường tiểu học Hòa Phú đến trường học thể dục. Do trời mưa, nhà trường cho nghỉ học nên các em tự ý đến khu vực bờ kè sông Ba thuộc thôn Liên Thạch xuống sông tắm và đều bị nước cuốn trôi. Khoảng 17 giờ 30 phút cùng ngày, một lãnh đạo Ủy ban Nhân dân huyện Tây Hòa cho biết lực lượng đã tìm thấy vớt được thi thể em tên M và T. Hiện lực lượng chức năng đang nỗ lực tìm kiếm các nạn nhân còn lại.
Chiều 14 tháng 11, bác sĩ Huỳnh Như Đồng, trưởng khoa ngoại thần kinh, Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên cho biết bệnh viện vừa mổ cấp cứu thành công cho một bệnh nhân bị đạn bắn vào đầu. Trước đó khoảng 18 giờ ngày 13 tháng 11, bệnh viện tiếp nhận bệnh nhân B, 12 tuổi, ngụ thị trấn EAK, huyện EAK, tỉnh Đắk Lắk với vết thương ở đầu do trúng đạn từ súng tự chế. Bệnh nhân được chẩn đoán bị vết thương sọ não do hỏa khí, vỡ sọ thái dương hai bên, tụ máu dưới màng cứng hai bên, dập não, xuất huyết não. Các y bác sĩ đã mổ cấp cứu hơn 3 giờ đồng hồ để lấy ra viên đạn có kích thước 4x4mm. Bác sĩ Huỳnh Như Đồng cũng cho biết sau ca phẫu thuật bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch. Chiều 14 tháng 11, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Đắk Lắk phối hợp với Công an huyện Mờ Trắc khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ tai nạn giao thông khiến 2 người chết và 3 người bị thương. Vào sáng cùng ngày, xe ô tô con mang biển kiểm soát 79A-45535 lưu thông trên quốc lộ 26 theo hướng Đắk Lắk đi Khánh Hòa, có chở 5 người. Đến khoảng 9 giờ khi đi đến đoạn đèo Mờ Trắc thuộc địa phận xã Ea Trang, huyện Mờ Trắc thì chiếc xe bất ngờ tông mạnh vào lan can bên phải đường khiến 2 người tử vong. 3 người còn lại trên xe bị thương nặng đang được điều trị. Tại hiện trường, xe ô tô bị hư hỏng nặng phần đầu.